Hội sách Khai Xuân 2022, chương trình ưu đãi lớn nhất năm chỉ có tại Học Văn Chị Hiền. Ở Hội sách Xuân có gì? Đồng giảm giá từ 30 đến 40% tất cả các đầu sách của Học Văn Chị Hiền. Miễn phí ship tất cả các đơn hàng. Bất kỳ đơn hàng nào đặt sách trên 200.000 đều được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng. Chương trình giveaway tặng sách không đồng trong livestream. Vì sao các bạn không thể bỏ qua hội sách này? Đây là chương trình ưu đãi về sách lớn nhất và duy nhất trong năm 2022. Nếu bỏ qua bây giờ thì các bạn sẽ không thể tham gia được nữa đâu. Đồng thời, đây là hội sách vừa để tri ân các bạn học sinh đã đồng hành cùng với chị Hiên trong năm 2021, vừa tạo cơ hội để các bạn có thể tiếp cận được với nhiều đầu sách hay của Học Văn Chị Hiên trong năm 2022. Vậy các đầu sách được sale trong hội sách gồm những cuốn nào? Lớp 12 có bộ sổ tay văn học, sàn 8 cộng, tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm và vở luyện viết. Lớp 11 có sổ tay dẫn chứng mảnh ghép văn chương. Lớp 10 có tuyển tập 40 bài văn mẫu. Sách lớp 9 gồm có bộ sổ tay văn học, tuyển tập 50 bài văn mẫu, sổ tay dẫn chứng giọt mật văn chương và ấn phẩm dùng chung cho tất cả các khối, sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Tất cả các đầu sách này đều sẽ được giảm từ 30 đến 40% kèm theo free ship nha. Hội sách sẽ được diễn ra duy nhất trong 2 ngày, mùng 1 tháng 1 và mùng 2 tháng 1 trên tất cả các kênh truyền thông của Học Văn Chị Hiên. Em có thể nhắn tin về Facebook, Instagram của Học Văn Chị Hiên để đặt sách. Thông tin chị đã để cụ thể ở trong bio rồi nha. Hội sách Khai Xuân, mùa sách nửa giá, đột phá điểm văn.